Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng. Tháng 8, tuổi Ất Mão được quý nhân giúp đỡ, vậy nên quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn là tuổi Ất Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương, nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu nhau hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Mời quý vị cùng theo dõi video để cùng biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có mệnh là đại phi thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm, mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tháng này nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Mão sinh năm 1975 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc là có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này đã khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã, khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, giáp xương mộc gặp mậu xương thổ nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết mọi vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, gia chủ có cơ hội phát triển trong sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, bạn sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời trong tháng này, công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về vận trình tài lộc của người tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư, kinh doanh khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàm quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai.
Bạn mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh phục hồi, cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện, tăng cường sức đề kháng thì không cần lo lắng tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có sức ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Các gia chủ tuổi Ất Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Thầy Gia Cát nhận định, tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh, tuổi Ất Mão duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Gia chủ may mắn luôn có người thân, bạn bè luôn kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, khiến bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và tị thành Kim Cục, xung Mão, Thìn, Dậu, Hại Tuất và Tý tuyệt dần. Đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch này, cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của mình vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như là tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Và để chọn được ngày giờ đẹp, phù năm tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Mão trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có thêm những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.